Em xin con chợ về hả? Dạ. À, đi học xong rồi về ghé chợ mua đồ luôn hả con? Dạ. Ok. Con mệt không? Chỉ có một chút thôi mà. Một chút hả? Rồi con có nấu không? Dạ. Nấu nữa hả? Nấu rồi mệt không? Hay là nghỉ ngày mai nấu con? Cái nấu bữa nay rồi. Vậy hả? Để tội nghiệp không? Nay con định nấu món gì anh Trần? Con không biết nói tiếng Việt nè. Con nói tiếng Mỹ. Nachos. Món gì? Nachos. Ok. Cái này là con chuẩn bị nấu cho hôm nay hả em Sơn? Con để vô lò nướng ha. Rồi bắt đầu vô, hôm nay là Anderson nấu ăn mà nấu món gì đâu mới chưa bao giờ biết món thầy nữa. Không biết món gì nữa. Kêu là món gì nói lại cho con? Nachos. Ok, món này của người Mỹ hay người Mỹ hả con? Hay Việt Nam? Người Mỹ. Người Mỹ hả? Yeah. Cái này là cái cọng đó hả con? Dạ. Sắc nhuyễn cái cọng đó.
vậy con? Chỉ có muối thôi. Muối hả? Chiên hả con? Còn cái này khác nữa hả con? Loại chi khác nữa hả? Còn hai cái nữa hả? Cay hơn. Ồ, cái này có cay hơn hả? Mà
con cho vô chút chứa nước hả? Có bị khô không sao con? Dạ, cái gì vậy con? Tương ớt mẻ mà. Tương ớt. Ớt chút xíu thôi mà. Xài cái dầu này cho nó được. Con để cái nước mỡ đó xong rồi mình nấu đồ ăn khác nữa con. Mấy đứa em bé hàng xóm nói chuyện vui quá ha con. Dạ. À, thơm quá. Anderson, sao con lại thích nấu đồ ăn vậy Anderson? Con thích ăn nhiều đồ ăn, với con muốn nấu đồ ăn ngon nào. À, vậy hả? Khi con nấu đồ ăn vậy con thấy vui không? Vui lắm mà. Tương ớt mỹ cái nào không có cay gì lắm nè, không có cay, chỉ có một chút thôi, chút thôi hả? À, không có cay nhiều gì lắm. Cái này gì vậy con? Nếu mà con nói tiếng Việt không được, con nói tiếng Mỹ lại. Cái này chỉ có ranch thôi. Cái để
mình trộn lên. Không có to quá. Không cần to lắm. Cái này gì vậy con? Sour cream. Giống như dầu không con? Khác hả? Dạ, cái này khác. Cái này là cái hiệu. Bây giờ mình đưa vô lò nướng không con? Cái này gì á con? Này giống chip vậy hả? Không hết hả con? Hết không? Hết. Hết. Mình đem vô lò nướng. Này mình nướng bao lâu con? 20 phút mà. 20 phút. Nướng là 500 độ hả con? Yeah. Sao con làm cái này nhỏ vậy con? Cái này chỉ cho con thôi nào. Con làm cái này cho con á hả? Còn cái kia là cho ai?
跟阿哲安排一笔钱。安排一笔钱。Còn cái này chừng nào mình để lên con? Củ hành nè. Để lên sau cùng phải không? Dạ, mình hết cái đó xong. Xong rồi mình để cái này với cái này. Cái này mình đang đi thì chắc ăn cũng hết. Nấu xong rồi làm gì ăn. Xong rồi hả con? Dạ. Nóng quá ha, cẩn thận nha. Cẩn thận con. Con lớn rồi mà mẹ cứ nghĩ con giống như baby vậy. Dạ. Làm gì cũng kêu cẩn thận ha. Thơm quá anh Sinh ơi, ngon quá con. Bây giờ cái này để cái gì lên? Con đang nướng của con đó hả? Dạ. Yeah. Con để cái gì lên nè? Để một chút hành. Hành. Đó. Cái này nó đang nóng nóng mình để lên hả con? Yeah. Để nhiều hay ít vậy? Chỉ có ít thôi. Ít thôi hả? Rồi để lá ngò rí lên. Mình để cái này cho đẹp hay là cho thơm vậy con? Đẹp với thơm nè. Đẹp với thơm. Nếu mà cái này, cái mâm này mình mua ở ngoài á, là khoảng nhiêu tiền hả con? Hết cái này. Hết cái này á. Còn có bếp nữa. Con không biết hả? Đâu con đoán thử coi cỡ nhiêu tiền. $25. $25? Vậy là xong rồi hả con? Dạ chưa. Chưa. Còn để tương ớt lên. Xong rồi nè. Được xong rồi. Vậy con kêu anh Hai với lại Vincent ra ăn luôn đi. Ok. Rồi mẹ thử luôn nữa. Nấu xong rồi á, bắt đầu kêu anh Hai với lại Vincent ra ăn. Rồi, em xin làm xong rồi. Ngon quá nha. Cái này mình ăn với gì con? Chị ăn với tay thôi. Mình bóc con tay hả? Dạ. Sẽ thử đây. Đâu con mời tất cả quý bà con, cô bác cùng ăn chung với mình ha. Lan
Hoàng Vy xin mời tất cả quý bà con cô bác cùng ăn chung với mấy mẹ con Lan Vy nha. Ngon quá hai con. Ngon quá. Từ nãy giờ Lan Vy với cùng với con của Lan Vy nấu đồ ăn. Lan Vy xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã theo dõi video của hai mẹ con của Lan Vy. Lan Vy xin mến chúc quý bà con cô bác được nhiều sức khỏe, bình an. Và Lan Vy sẽ hẹn lại quý vị và các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye bà con cô bác. Bye bye con. Bye. Bye.